Xin chào tất cả anh em. Hôm qua thì bên mình có về một số chiếc Lenovo Yoga 730 15 inch. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em để anh em được biết nhé. Chiếc Lenovo Yoga 730 15 này là một chiếc máy mà mới nhìn bề ngoài thì sẽ thấy được nó đang sở hữu một cái thiết kế kim loại rất là sang trọng và cứng cáp. Không biết anh em nhìn qua màn ảnh như thế nào chứ mình trải nghiệm và nhìn thực tế thì thấy nó rất là cuốn hút. Sờ vào máy thì thấy nó rất là mát tay. Với một số điểm nổi bật mà dễ nhìn thấy như là vỏ máy được làm bằng kim loại mát lạnh, độ dày là chỉ 2cm và các góc cạnh của máy thì đều được bo tròn tạo cảm giác thanh thoát. Hai cái tản nhiệt được thiết kế sau máy trông khá là giống với những chiếc laptop gaming. Và cái điểm đặc biệt cuối cùng mà mới nhìn bề ngoài mình có thể thấy đó chính là máy được trang bị loa JBL với cái âm thanh là Dolby Audio Premium. Loa này mà nghe thì đã thì thôi rồi. Cụ thể chi tiết máy như thế nào thì anh em hãy cùng mình khám phá trong video này nhé. Về thiết kế của Yoga 730 15 là một chiếc laptop 2-in-1 cao cấp của Lenovo. Nó có màn hình lớn là 15.6 inch và được trang bị GPU chuyên dụng mang tới cái khả năng chơi game và làm đồ họa rất là tốt. Đây là thiết kế nối tiếp sau mẫu Yoga 720 và cái điểm khác biệt lớn nhất giữa hai thiết bị này nó chính là nằm ở cấu hình bên trong máy. Về mặt tổng thể thì Yoga 730 có chất lượng hoàn thiện vỏ rất là tốt và cực kỳ cứng cáp và chắc chắn. Mặc dù là cái phần bàn phím được gắn vào khung máy khi mà thay thế sẽ mất thêm thời gian, nhưng mà nó lại có bộ khung được làm hoàn toàn bằng nhôm xám rất là quyến rũ. Cảm giác cầm và thao tác trên máy thì rất là tuyệt vời. Bề mặt máy có khả năng chống bám vân tay tốt, anh em có thể dễ dàng làm sạch sau khi cầm máy nhiều. Hệ thống của bàn phím thì rất là chắc chắn và ổn định. Khi gõ phím thì cả bàn phím chỉ bị võng xuống rất là nhỏ ở phần trung tâm. Thân và khung gầm không phát ra tiếng động khi mà có tác động lực. Mình có thể sử dụng bàn phím của nó khi soạn thảo văn bản thì không hề có hiện tượng là flex. Máy có hai bản lề to và cứng cáp, nó có thể mở máy lên đến 360 độ giữ màn hình ở mọi vị trí rất là dễ dàng. Phần màn hình khi anh em đưa tay để sử dụng cảm ứng thì nó sẽ hơi rung một chút nhưng mà cũng nhanh chóng ổn định lại và có thể là bị xoắn nhẹ khi mà anh em tác động lực trực tiếp lên hai cạnh của màn hình. Nhìn chung thì Yoga 730 đem lại cho mình cảm giác rất là tuyệt vời khi mà trải nghiệm cũng như là cái vẻ thẩm mỹ ở bên ngoài của máy. Vậy thì về màn hình của nó thì sao? Khi mà mở chiếc Yoga 730 này lên thì anh em sẽ thấy màn gương của nó có kích thước là 15.6 inch Full HD với các cạnh bên khá là mỏng, đúng với cái xu hướng hiện nay mà các nhà sản xuất nhắm tới. Camera của Yoga 730 vẫn được đặt ở phía trên dù phần viền là tương đối mỏng, giúp người dùng có những cái trải nghiệm rất là dễ dàng. Các cuộc gọi video hiển thị tương đối ổn định và không đến mức quá tệ như các dòng máy khác. Sở hữu cái màn hình cảm ứng là 10 điểm rất là tuyệt vời, có cái độ chính xác cao và đáng tin cậy. Trải nghiệm cá nhân của mình thấy độ trễ rất là nhỏ, tuy nhiên là với kích thước và trọng lượng lớn làm máy rất khó cầm và sử dụng dưới dạng máy tính bảng. Hơn nữa là việc sử dụng cảm ứng trên một chiếc màn hình 15.6 inch cũng không hề là đơn giản anh em ạ. Do là được trang bị tấm nền IPS nên là Yoga 730 cho ta góc nhìn rất là rộng. Nội dung ở trên màn hình có thể đọc được ở mọi vị trí. Được dùng màn hình gương nên là hiện tượng lóa khi mà nhìn ngoài trời là không thể tránh khỏi, gây cảm giác là tương đối khó chịu trong quá trình làm việc của anh em. Thêm vào đó là máy cũng bám khá nhiều dấu vân tay nếu mà anh em thường xuyên dùng cảm ứng trên màn hình này. Màn hình của máy thì có góc mở tối đa lên đến là 360 độ. Nên anh em có thể gặp lại dùng như một chiếc máy tính bảng hay là đem đến có thể dùng để thưởng thức những cái bộ phim lãng mạn và kịch tính anh em nhé. Cá nhân mình đánh giá thì hệ thống âm thanh được trang bị trên chiếc Yoga 730 15 này là khá là tốt, với JBL Dolby Audio Premium mang đến chất lượng âm thanh tuyệt vời và rất thích hợp với các tiện ích giải trí và phim ảnh. Ấm bass trầm và mạnh mẽ, tiếng chét trong và không bị rủ lên cao khi mà anh em sử dụng. Hệ thống cổng kết nối của máy cũng rất là đầy đủ, từ USB Type-A cho đến USB Type-C hỗ trợ Thunderbolt 3. Phía bên cạnh trái gồm có cổng sạc.
USB 3.1 hỗ trợ jack âm thanh 3.5mm. Cạnh phải là nút nguồn với cái phần đèn trắng xung quanh để báo hiệu cái hiện tượng trạng thái hoạt động của thiết bị. Tiếp đó là cổng USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh và Thunderbolt 3 cho tốc độ là 40GB trên 1 giây. Người dùng có thể xuất ra nhiều màn hình 4K khác nhau để sử dụng. Cuối cùng nó chính là cổng HDMI và một cổng USB Type-A 3.1 nữa. Lenovo luôn là thương hiệu đi kèm với sự đảm bảo về chất lượng bàn phím và chiếc Yoga 730 này cũng không ngoại lệ anh em nhé. Mặc dù không quá nổi bật nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có bộ bàn phím touch LED phản hồi chắc chắn, hành trình phím đủ dài, trải nghiệm gõ tuyệt vời. Điểm lực của từng phím rất là hoàn hảo, cảm giác nhấp nhả rõ ràng, các phím có kích thước lớn, khoảng cách rộng rãi nên là khi anh em thao tác vào văn bản thì anh em cứ yên tâm là không bị mỏi tay. Duy chỉ có một cái điểm trừ cho chiếc bàn phím này là hai phím mũi tên lên xuống thì được làm nhỏ nên cảm giác sẽ hơi chật chội khi mà anh em bấm. Touchpad có cái phần viền cắt màu bạc, bề mặt mịn cho trải nghiệm hoàn toàn tuyệt vời. Phản hồi các thao tác nhanh, chính xác, độ trễ nhỏ nhờ sử dụng hành trình điều khiển Windows Precision cho tốc độ phản hồi là cực kỳ tốt. Anh em có thể vuốt, chạm, zoom ra, zoom vào cực kỳ mượt mà. Nút chuột được tích hợp vào nửa dưới của touchpad có phản hồi rõ ràng và hành trình tốt. Yoga 730-15 cũng được hãng tích hợp cảm biến vân tay một chạm để làm phương thức bảo mật chính của máy. Qua trải nghiệm của mình thì tốc độ nhận diện của cảm biến này là tương đối nhanh và chính xác. Hiệu năng và khả năng nâng cấp của máy cũng có phần bị hạn chế. Yoga 730-15 thì có được cái hiệu năng mạnh mẽ nhờ cái bộ vi xử lý là Core i7-8565U Camilex GFET từ Intel. Bộ vi xử lý có 4 nhân vật lý, xung nhiệt cơ bản ở mức là 1.8GHz. Core i7-8565U là bộ vi xử lý ULV cung cấp cái hiệu năng đủ để đáp ứng tất cả các nhu cầu hiện nay. Công nghệ Intel Thunderbolt cho phép xung nhịp CPU nâng lên mức là 4.6GHz. Nhìn chung thì CPU hoạt động rất là tốt, kể cả hiệu năng đơn nhân và đa nhân. Hiệu năng đa nhân có phần nào mạnh mẽ hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Kèm với đó là RAM 16GB cho phép khả năng chạy đa nhiệm của máy rất là mượt mà. Máy có thể nâng cấp tối đa lên 24GB do có một thanh RAM 8GB on main anh em nhé. Ổ SSD NVMe 256GB tốc độ cao mang tới cho anh em trải nghiệm cực kỳ chất lượng, rất nhanh và mạnh mẽ. Mình hoàn toàn hài lòng trong toàn bộ quá trình sử dụng. Anh em có thể nâng cấp lên SSD 1T để sử dụng cho lưu trữ vì máy chỉ có một khe ổ M2 mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một GPU chuyên dụng GeForce GTX 1050 4GB GDDR5. Đây là GPU thuộc top trên trong phân khúc tầm trung dựa trên cái kiến trúc Pascal. Hỗ trợ DirectX 12, xung nhịp tối đa lên đến là 1493MHz cho khả năng chơi tất cả các game hiện nay ở cái mức FPS khá là tốt. Đa số các game đều chơi được ở cái độ phân giải là Full HD, chất lượng hình ảnh trung bình. Những cái tựa game mới nhất hiện nay thì chất lượng hình ảnh cần thấp hơn một chút. Những phần mềm đồ họa như là AutoCAD, AE hay là Adobe Premiere cũng không hề làm khó được chiếc Lenovo Yoga 730-15 này. Pin của máy được trang bị là 3 cell 51W, đi kèm với chiếc màn hình là 15.6 inch và chiếc card đồ họa GTX 1050 nên cái thời lượng sử dụng pin của nó không được đánh giá cao. Anh em sử dụng các tác vụ văn phòng thì chiếc Yoga 730-15 này có thể là trụ vào khoảng tầm từ 4 cho đến 5 tiếng đồng hồ. Trên đây là toàn bộ những cảm nhận của mình về chiếc Yoga 730-21 này. Anh em có thấy nó đáng để mua về và trải nghiệm hay không? Hãy để lại comment cho chúng mình ở bên dưới này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.